Sáng nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện công tác phòng trừ và giải pháp quản lý sâu đầu đen hạ dừa hiệu quả, bền vững. Tham dự hội nghị có ông Đỗ Văn Dấn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, Tiến sĩ Lê Khắc Hoàng, Trưởng bộ môn Bảo vệ Thực vật, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Tháng 7 năm 2020, sâu đầu đen xuất hiện và gây hại tại xã Phú Long, huyện Bình Đại với diện tích 2,4 hectare. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh và các ban ngành doanh nghiệp khẩn trương phòng trừ bằng các giải pháp như nhanh chóng đưa ra biện pháp quản lý tạm thời bằng biện pháp canh tác và hóa học trước khi tìm ra các giải pháp tối ưu hơn để quản lý loài sâu này, tổ chức khảo nghiệm nhanh thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu đầu đen. Từ tháng 2 năm 2021, Sở Nông nghiệp phối hợp Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đề tài nghiên cứu đánh giá xác định mức độ gây hại của sâu ăn lá dừa và xây dựng mô hình đề xuất các giải pháp quản lý và phòng trị theo hướng sinh học an toàn trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đề tài đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như xác định được vòng đời của sâu đầu đen tại Bến Tre là 43 đến 52 ngày, thu được 10 loài ong ký sinh sâu đầu đen hại dừa, trong đó có 3 loài ong đã được nghiên cứu nhân nuôi và phóng thích thành công trên các vườn dừa trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai biện pháp quản lý tổng hợp sâu đầu đen trên địa bàn các huyện và thành phố, tổ chức 135 lớp tập huấn và sinh hoạt câu lạc bộ với gần 3.600 nông dân tham gia, phối hợp các huyện tổ chức 26 lớp hướng dẫn nhân nuôi ong ký sinh sâu đầu đen với gần 400 hộ tham gia, đã hình thành được các mô hình nhân nuôi tại hộ gia đình. Ngoài ra, công ty Petrimed phối hợp sở triển khai 8 lớp tập huấn hướng dẫn biện pháp quản lý tổng hợp sâu đầu đen tại các vùng nguyên liệu của doanh nghiệp bị nhiễm sâu đầu đen tại Bình Đại, Mỏ Cày Nam, thành phố và Dòng Trơm. Qua 2 năm triển khai các biện pháp phòng trừ và quản lý sâu đầu đen hạ dừa, từ diện tích nhiễm sâu đầu đen tăng dần ban đầu, đến nay diện tích dừa phục hồi 1.282 hectare. Kết quả trên cho thấy tín hiệu khả quan trong công tác phòng trừ sâu đầu đen hạ dừa trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong tỉnh, sâu đầu đen vẫn còn diễn biến phức tạp. Lượng ong ký sinh đã tăng nhiều, song chưa đủ số lượng để kiểm soát tốt diện tích nhiễm hiện tại. Trong thời gian tới, tỉnh xác định phòng trừ và quản lý sâu đầu đen bằng giải pháp sinh học là giải pháp ưu tiên số 1, cần tiếp tục áp dụng quy trình kỹ thuật canh tác và phòng trừ sâu đầu đen do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật đề xuất, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ, dẫn động cộng đồng cùng tham gia.